Cô chào các con. Mời các con hãy cùng cô đến với giờ học môn âm nhạc. Các con thân mến, tuần vừa qua, cô đã hướng dẫn các con tự học tiết 2 của chủ đề 3, biết ơn thầy cô. Hôm nay, cô trò mình sẽ tiếp tục tìm hiểu tiết 3 của chủ đề 3, gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, đọc nhạc, luyện đọc quãng 3, bài đọc nhạc số 3. Phần thứ hai, nhạc cụ, thế bấm các hợp âm, đô trưởng, pha trưởng và son trưởng trên kèn phím. Và phần cuối cùng sẽ là hoạt động trải nghiệm và khám phá. Chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, đọc nhạc. Các con hãy mở sách giáo khoa trang 20 để theo dõi và học nội dung này nhé. Ở nội dung đọc nhạc gồm có 2 phần. Phần thứ nhất, luyện đọc quãng 3. Và phần thứ hai, bài đọc nhạc số 3. Trước hết, chúng ta sẽ cùng luyện đọc gam đô trưởng và các nốt trục nhé. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc quãng 3. Mời các con cùng chú ý lên màn hình hoặc theo dõi sách giáo khoa luyện đọc các quãng 3 nhé. Chúng ta cùng thực hiện thêm một lần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đọc bài đọc nhạc số 3. Mời các con cùng tìm hiểu về bài đọc nhạc này. Bài đọc nhạc số 3 là trích đoạn của bài hát bụi phấn mà các con đã được học ở tiết 1. Bài được viết ở nhịp 3-4. Về cao độ gồm có các nốt đô, rê, mi, pha, son, la và si. Trong đó, có nốt si thấp nằm ở dưới dòng kẻ phụ thứ nhất và nốt la thấp nằm ở trên dòng kẻ phụ thứ hai. Về trường độ gồm có các nốt, nốt trắng chấm dôi, nốt đen và nốt móc đơn. Bài đọc nhạc gồm có 3 nét nhạc. Nét nhạc 1, nét nhạc 2 và nét nhạc 3. Lưu ý khi đọc bài đọc nhạc này, nốt đô kết thúc bài, các con sẽ ngân dài cho cô 4 phách, vì ở đây xuất hiện ký hiệu dấu chấm dôi và dấu nối. Hai ký hiệu này, các con sẽ được học ở phần lý thuyết âm nhạc trong chương trình lớp 7. Sau đây, chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập tiết tấu. Các con hãy quan sát vào âm hình tiết tấu, đọc tên các hình nốt và vỗ tay theo âm hình tiết tấu này. Mời các con cùng thực hiện. 1, 2. 2. Các con thực hiện lại một lần nữa. 1, 2. 2.
Như cô vừa nói thì ở bài đọc nhạc này xuất hiện nốt si thấp và nốt la thấp. Vì vậy, cô mời các con chúng ta sẽ cùng luyện đọc nốt si thấp và nốt la thấp nhé. Một, hai. Mời các con đọc lại một lần nữa. Một, hai. Sau đây, cô mời các con chúng ta hãy cùng lắng nghe giai điệu của bài đọc nhạc một lần. Chúng ta sẽ chuyển sang đọc từng nét nhạc. Đối với mỗi nét nhạc, các con sẽ nghe mẫu một lần và các con đọc hai lần. Chúng ta thực hiện nét nhạc thứ nhất. Mời các con nghe mẫu. Các con đọc cho cô nét nhạc một nào. Một, hai. Chúng ta đọc thêm một lần nữa nhé. Một, hai. Chúng ta sẽ chuyển sang nét nhạc thứ hai. Mời các con nghe mẫu. Các con đọc cho cô nào. Một, hai. Chúng ta đọc thêm một lần nữa nhé. Một, hai. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nét nhạc thứ ba. Các con nghe nét nhạc thứ ba một lần. Chúng ta cùng đọc nào. Một, hai. Chúng mình đọc thêm một lần nữa nhé. Một, hai. Mời các con ghép cho cô ba nét nhạc. Một, hai. Chúng ta sẽ chuyển sang phần đọc hoàn chỉnh cả bài đọc nhạc kết hợp gõ phách hoặc gõ nhịp. Lần thứ nhất, các con sẽ đọc bài đọc nhạc này kết hợp với gõ phách cho cô nhé. Lưu ý, khi gõ phách của nhịp 3-4, phách thứ nhất các con sẽ gõ là phách mạnh, còn hai phách sau là phách nhẹ. Nốt son ở đầu bản nhạc, các con sẽ gõ cho cô phách nhẹ nhé. Chúng ta sẽ cùng đọc bài đọc nhạc này kết hợp gõ phách nào. Thank you.
Chúng ta sẽ tiếp tục đọc bài đọc nhạc này kết hợp gõ nhịp. Khi gõ nhịp, các con sẽ gõ vào các nốt ở đầu ô nhịp. Mời các con cùng đọc nhạc kết hợp gõ nhịp. Nội dung tiếp theo của bài học hôm nay, chúng ta sẽ học nhạc cụ. Thế bấm các hợp âm đô trưởng, pha trưởng và son trưởng trên kèn phím. Các con thân mến, ở tiết 1 của chủ đề 2, sách giáo khoa trang 15, chúng ta đã được học ký hiệu về hợp âm đô trưởng, pha trưởng và son trưởng. Hôm nay cô sẽ dạy cho các con chơi các hợp âm này trên kèn phím. Ở nội dung này, ngoài kèn phím ra, các con có thể chơi trên các loại nhạc cụ có phím như đàn organ hay là đàn piano. Các con cùng chú ý theo dõi nhé. Hợp âm thứ nhất là hợp âm đô trưởng, gồm có 3 nốt đô, mi và son. Khi thể hiện, các con sẽ bấm nốt đô là ngón 1, nốt mi là ngón 3 và nốt son là ngón 5. Chúng ta sẽ thực hành bấm lần lượt từng nốt, sau đó bấm cả 3 nốt cùng một lúc. Các con thực hiện lại một lần nữa nào. Hợp âm thứ hai là hợp âm pha trưởng. Hợp âm pha trưởng gồm có 3 nốt, nốt pha, nốt la và nốt đô. Nốt pha, các con sẽ bấm ngón 1. Nốt la, các con sẽ bấm ngón 3 và nốt đô, bấm ngón 5. Mời các con hãy cùng thực hành. Chúng ta thực hiện thêm một lần nữa. Chúng ta chuyển sang thực hành với hợp âm son trưởng nào. Hợp âm son trưởng là hợp âm gồm có 3 nốt nhạc, nốt son, nốt si và nốt re. Khi bấm trên kèn phím, các con sẽ bấm nốt son là ngón 1, nốt si là ngón 3 và nốt re là ngón 5. Các con hãy cùng thực hành với hợp âm son trưởng. Chúng ta thực hiện thêm một lần nữa. Sau khi các con đã thực hành thuần thục với các hợp âm đô trưởng, pha trưởng và son trưởng, các con sẽ tập chuyển các hợp âm theo bài tập trong sách giáo khoa trang 22. Mời các con sẽ cùng theo dõi và thực hiện nhé. Mời các con cùng thực hiện lại một lần nữa. Để kết thúc cho tiết học ngày hôm nay, cô mời các con hãy cùng tham gia hoạt động trải nghiệm và khám phá, thể hiện âm hình tiết tấu dưới đây theo sơ đồ động tác, sau đó ứng dụng đệm cho một bài hát được viết ở nhịp 3-4 mà em biết. Hoạt động này các con đã được làm quen ở giờ trước, nhưng mới chỉ ở một vài mạch sơ đồ. Hôm nay các con có thể tiếp tục thực hành với các mạch sơ đồ còn lại, rồi đệm cho các bài hát được viết ở nhịp 3-4 mà các con thuộc nhé.
Các con hãy cùng theo dõi lại ví dụ để nhớ lại hoạt động này. Và có thời gian rảnh rỗi, các con có thể luyện tập hết các mạch sơ đồ nhé. Như vậy, cô trò mình đã hoàn thành xong nội dung của tiết học ngày hôm nay rồi. Sau khi học xong tiết học này, các con hãy dành thêm thời gian đọc thành thạo cho cô bài đọc nhạc số 3 và luyện tập thêm về các hợp âm đô trưởng, pha trưởng và son trưởng bằng kèn phím hoặc đàn phím nhé. Giờ học của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc rồi. Cô trò mình sẽ cùng gặp lại nhau trong tiết học tuần tới. Thân ái, chào các con!